Đội Nam 2050 giữa 4 vận động viên anh Phan Huy và Kenny Bull sẽ đối đầu cùng với Long Gia Lai và tỉnh Quân Đội. Trận này sẽ rất là hay đây mọi người ạ. Bình luận viên sẽ giới thiệu sơ lược một chút xíu về các vận động viên. Đội truyền thông của chúng tôi sẽ giới thiệu một chút xíu về các vận động viên. Trên màn ảnh của các bạn sẽ là anh Phan Huy mọi người nha. Tuổi 33 tuổi, trình điểm là 980 điểm, chiều cao 1m65 và cân nặng 70kg. Anh đang hiện là phó chủ nhiệm diễn đàn mọi người nha. Anh phụ trách chuyên môn cho diễn đàn. Với sở trường là đánh lưới rất là hay nha mọi người. Lưới rất là nhanh và đặc điểm là những cú smash lùi cực kỳ chính xác. Tính Quân Đội. Trên màn ảnh của các bạn là Tính Quân Đội. Tính Quân Đội thì độ tuổi 25 tuổi, trình điểm 1.100 điểm và chiều cao là 70, cân nặng 80kg. Thì Tính Quân Đội đang thi đấu cho câu lạc bộ Quân Đội với cái tay trái cực kỳ khó chịu và là một đội viên khá là hoàn hảo. Còn đồng hành với anh Phan Huy đó chính là Kenny Bull trên màn ảnh của các bạn, tay vợt số 1 Campuchia, người đã từng lọt vào top gần 500 của ATP đánh đơn với độ tuổi là 34 tuổi và trình là 1.260 điểm, chiều cao 1m8 và cân nặng 70kg. Anh là người Campuchia và gốc Pháp, người Campuchia gốc Pháp mọi người nhé. Ba là người Pháp, mẹ là người Campuchia. Anh cũng rất là hay trò chuyện với bên đồng viên và cũng nói chuyện rất là nhiều. Hiện tại thì anh không còn thi đấu đỉnh cao nữa, và anh đã quay trở về Campuchia rồi. Và theo bình luận mới biết thì anh cũng bị chấn thương rất là dai dẳng, chấn thương cột sống, nên dạo này phong độ của anh nó cũng không còn được giống như xưa. Và vận động viên tiếp theo, bình luận viên xin được giới thiệu vận động viên cuối cùng trong trận đấu này, đó là Long Gia Lai mọi người nha. Long Gia Lai thì sở trường đánh lưới rất là hay, 28 tuổi, trình điểm là 1.015 điểm, chiều cao 1m73 và khả năng đánh lưới cực kỳ tốt. Và trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Game đầu tiên, Tính Quân Đội là người cầm dấu bóng. Rất nhanh mọi người đó. Cái lưới của Long Gia Lai là cực kỳ hay luôn nha mọi người. Còn hai vận động viên đánh lưới rất là hay đó là Phan Huy và Long Gia Lai. Trận đấu này sẽ vô cùng quyết liệt. Mọi người thấy là Long Gia Lai nhanh như thế nào, một cú return của Kenny Bull và sau đó Long Gia Lai ôm lưới rất nhanh và tỷ số bây giờ là 30-0 cho Long Gia Lai và Tính Quân Đội. Ở nội dung 2050 này, Long Gia Lai và Tính Quân Đội là một cặp đôi khá là đồng đều và rất là mạnh nha mọi người. Tính Quân Đội vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp mọi người nha. Hay quá. Quá wow, hay cái lưới rất kín luôn. Sở trường của Tính Quân Đội và Long Gia Lai là hai cái lưới cực kỳ nhanh và cực kỳ khó chịu mọi người nha. 40-0, nhập cuộc rất tốt của Long Gia Lai và Tính Quân Đội. Vận động viên hay nhất của Phú Núi Gia Lai chính là Long Gia Lai. Hầu hết các vận động viên đến từ Phú Núi Gia Lai thì họ đều có sở trường đánh lưới rất là hay. Là lưới rất nhanh từ phía Tính Quân Đội rồi quý vị, pha nhấn thẳng vào vị trí của Phan Huy đang trụ trên lưới. Hai đội tạm đổi sân, một game trắng đã dành cho Long Gia Lai và Tính Quân Đội với cái tay trái giao bóng cực kỳ khó chịu. Họ đã có một game trắng và nhập cuộc rất là tốt luôn. Và game tiếp theo thì bình luận nghĩ là Kenny Bull sẽ là người cầm giao bóng. Anh Túc và Bảo Lộc thì kêu bình luận viên giới thiệu thêm là anh Phan Huy là vựa trái cây và phó chủ tịch diễn đàn cùng là Lan Hồ Điệp ở Bảo Lộc. Cú smash lùi thương hiệu bình luận viên vừa quảng cáo xong thì anh Phan Huy đã có một cú smash lùi điểm rất là hay. Bình luận viên với Phan Huy thì cũng đã đứng chung với nhau ở nội dung đôi nam 1.800 điểm ở giải Cần Thơ mọi người nha. Người bạn rất là thân thiết với bình luận viên. Sân số 2 xin mời đôi Thiết Phan, Lê Quốc Khánh, Lê Công Tiễn, Tiến Thành. Ôi, Phan Huy lùi rất nhanh rồi, tuy nhiên thì smart quá rác từ phía Tính Quân Đội.
15 đều. Hôm nay thì mình cũng nghĩ là rất là khó cho Phan Huy và Kenny Bull, vì Phan Kenny Bull không thật sự có phong độ tốt. Kenny Bull đang bị đau dạ dày rất là nặng và bị chấn thương cột sống nữa. Cái lưới rất, trời ơi, cái lưới, mọi người thấy cái lưới của Phan Huy nhanh như thế nào, nhưng mà đánh thẳng vào vị trí anh, nhưng mà anh phản xạ rất là tốt luôn. Một pha drop shot không thành công của Long Gia Lai, tỷ số được rút ngắn xuống 15-30, 30-15 chứ. Đó là một cú quầy rồi quý vị, 40-15 cho Phan Huy và Kenny Bull. Cái góc chính hình như nó hơi bị mất ngang chút xíu. Rồi, có rồi, được rồi, được rồi. Nãy nó hơi thỉnh thoảng hai vị. Hay quá mọi người, cái lưới quá nhanh từ phía Long Gia Lai. Hai bên thì Kenny Bull vẫn đang đánh phong, và một mình anh Phan Huy phải chống chọi với hai cái lưới ở bên này mọi người ạ. 40-30 tỷ số được rút ngắn rồi. Trận đấu rất là hay, liên tục là những pha đấu lưới của các vận động viên. Dứt điểm rất chính xác từ phía Phan Huy, và tỷ số đã được cân bằng một đều mọi người nha. Game tiếp theo thì Long Gia Lai sẽ là người cầm dấu bóng. Anh đâu có thuốc đâu. Nè, em có quẹt không? Nhỏ nó có. Ok, đốt xe. Ok, ok, được. Xin mời đôi Hiếu Đen và Quốc Ca, đôi Thủ Đức, Đức Phan Thiết và sân số 4. Trại vào bóng rất hay, và trại vào bóng sở trường của Phan Huy đó quý vị. Phan Huy là sở trường anh không đánh rác, nhưng mà anh đánh điểm rất là tốt nha mọi người. Nhìn thấy bóng nhẹ 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 thôi, nhưng mà điểm rơi là cực kỳ khó chịu mọi người nha. Không phải tự nhiên mà anh đánh nhẹ nhàng như vậy mà điểm anh gần 1.000 điểm đâu. 0-15. Rồi. Tỷ số bây giờ là 15 đều. Sân số 4, đội Hiếu Đen và Quốc Ca, đội Thủ Đức Hiếu Mít. Tỷ số bây giờ là 15 đều. Thế trận vẫn đang rất là cân bằng. Lần này thì đó là pha trả vào bóng không tốt từ phía Phan Huy. 30-15. Đôi Minh Thịnh, Thành Minh chuẩn bị sân ba. 30 đều. 30 đều mọi người nha. 1 đều và 30 đều. Hai bên hơi giảm nhịp trận đấu lại một chút xíu. Bóng ngoài rồi, bắt vô lề quá dài rồi. Và tỷ số bây giờ là 30-40 và hai break point đã thuộc về cho Kenny Bull và Phan Huy mọi người nha. Kenny Bull mặc dù là sở trường của anh là đánh đơn, tuy nhiên thì lưới của Kenny Bull rất là hay mọi người nha, chứ không hề dở đâu nha mọi người. Chứ đừng có lầm tưởng là Kenny Bull lưới không rác nha mọi người. Kenny Bull lưới dữ lắm á, lưới hay cực kỳ luôn. Liên tục là những pha tấn công từ phía cặp đôi bên này vào vị trí của Phan Huy. 40 đều bóng vàng, và chắc chắn Kenny Bull sẽ là người đỡ bóng vàng. Bên trái. Trời
Trả vào bóng rất hay từ phía Kenny Bull qua đánh cắm chân Long Gia Lai đang di chuyển lên lưới mọi người ạ. Và tỷ số bây giờ là 2-1. Vậy là break đầu tiên trong trận đấu này đã thuộc về cho Phan Huy và Kenny Bull. Dạ đúng. Chúng ta hãy chờ xem. Bởi vì có break từ rất sớm thì game tiếp theo anh Phan Huy sẽ cầm vào bóng như thế nào. Khán giả đã đến sân rất là đông rồi. Để đi, chừng nào ai đòi vô lại đây lấy. Đi rồi kệ đó, để đó đi tí. Còn ai học lại nó thôi. Kệ đó đi tí. Tha lại cái học quẹt luôn. Ok mọi người nha, trận đấu lại được tiếp tục. Anh trọng tài anh Thắng vừa bước xuống để điều chỉnh lại cái lưới một chút xíu. 2-1 game tiếp theo, Phan Huy sẽ là người cầm dấu bóng. Game thứ 4 của trận đấu này. Break đã xuất hiện ở game thứ 3 của trận đấu này. Lên. Tiếp tục. Trả vào bóng không tốt từ phía tỉnh quân đội. 15-0 cho Phan Huy và Kenny Bull. Cửa bóng rất hay từ phía Kenny Bull nhưng mà không, bóng dài rồi. Tỷ số được sang bằng 15 đều. Và kèo volley lớp rất hay từ phía cặp đôi bên kia mọi người nha. 2-1 và 15 đều. Trả vào bóng rất hay, một cú return forehand winner. Một cú return chéo sân rất đẹp từ phía cái trái tài của tỉnh quân đội và tỷ số đã được rút ngắn xuống 15-30. Lại là một pha kê vô lề lớp nữa. Nhưng mà lần này thì Kenny Bull có cứu được không? Bóng vẫn còn, cứu bóng rất dẻo từ phía Kenny Bull. Hay quá mọi người, hai cái lưới rất hay từ phía tỉnh quân đội và Lâm Gia Lai. Và anh Phan Huy thì đánh phong không phải là sở trường của anh, nên khi anh bị đè ở dưới thì cũng hơi khó chịu mọi người nha. 0-40, 15-40 chứ cơ hội để đưa trận đấu quay trở về và xuất phát cho Lâm Gia Lai và tỉnh quân đội. Trả vào bóng không tốt của tỉnh quân đội. Lần này thì Phan Huy không ép trái nữa, anh giao thẳng vào forehand của tỉnh quân đội. 30-40, một break point đã được cứu. Vị trí sở trường của anh Huy là trên lưới, nên khi anh cầm vào bóng thì rất là cặp đôi Long Gia Lai và tỉnh quân đội chắc chắn sẽ không muốn anh ở trên lưới một chút xíu nào. Họ sẽ tìm mọi cách để giữ anh ở dưới phong. Và tỷ số bây giờ là 40 đều, nhưng mà Phan Huy vào bóng lên lưới tốt quá trong pha bóng vừa rồi và xử lý rất đẳng cấp từ phía Phan Huy. 40 đều và tỷ số đang là 2-1. Cơ hội để gia tăng cách biệt và cơ hội bẻ break vẫn còn cho Long Gia Lai và tỉnh quân đội, cơ hội chia đều cho cả hai bên. Lần này thì Văn Huy bắt lưới lỗi rồi, anh tỏ ra khá là nuối tiếc với pha xử lý vừa rồi của mình. Bởi vì một pha bóng rất là ngon ăn, nhưng mà rất tiếc là bóng nó hơi chạm lưới một chút xíu thôi. Vậy là trận đấu quay trở về và xuất phát, và Phan Huy đã cứu thành công hai break point, nhưng tới break thứ ba thì lại xử lý lỗi mất rồi. Và hai đều, và game tiếp theo tỉnh quân đội sẽ là người cầm vào bóng game thứ 5 của trận đấu này. Trả vào bóng không tốt từ phía Hoàng Huy, vào bóng tại trái quá khó chịu của tỉnh quân đội, tại trái mà còn ép trái nữa. Mọi người thấy tỉnh quân đội vào bóng cực kỳ khó chịu, ngay cả Kenny Bull cũng bị khó chịu với những quả vào bóng từ phía tỉnh quân đội.
bật lưới quá hay từ phía tỉnh quân đội và Long Gia Lai, tỷ số được nâng lên 30-0. Trời ơi, không được rồi, liên tục là những pha cài cắm của hai cái lưới bên kia đối với, và tỷ số bây giờ là 40-0. Xử lý không tốt từ phía Phan Huy, một pha xử lý rất là nắng nó của Phan Huy, tuy nhiên thì bóng nó lại không chính xác. Bốn vận động viên thì ở trong trận đấu này, bốn vận động viên đều có khả năng đánh lưới cực kỳ tốt mọi người nha. Và đó là một game trắng và tỷ số đã được nâng lên 3-2 cho bên cầm giao bóng trước. Và game tiếp theo Kenny Bull sẽ là người cầm giao bóng. Bốn vận động viên đều có khả năng đánh lưới cực tốt, chứ không riêng gì cặp đôi Long Gia Lai và tỉnh quân đội. Nhưng mà xét về độ đồng đều thì chắc chắn ở trên này thì Long Gia Lai và tỉnh quân đội sẽ đồng đều hơn. Trận đấu này được tiếp tục mọi người nha. Game tiếp theo Kenny Bull sẽ là người cầm giao bóng. Game thứ 6 của trận đấu này. Smart lùi thương hiệu từ phía Phan Huy. Quả Smart rất chính xác để nâng tỷ số lên 15-0 cho cặp đôi của mình. Ba mươi không mọi người nha, trả giao bóng không tốt từ phía tỉnh quân đội. Quá hay đối với một pha bắt phô lê rất chính xác và rất điêu nghề từ phía Phan Huy. 40-0. Rất rác từ phía tỉnh quân đội, tuy nhiên thì ông tài xác định bóng ngoài. Vậy là tỷ số đã được sang bằng 3 đều mọi người nha. Game tiếp theo Long Gia Lai sẽ là người cầm lấy bóng. Thế trận vẫn đang cân bằng sau 6 game. Hai bên đã có một lần rượt đuổi break và bây giờ bước vào game thứ 7 rồi. Bây giờ thì như bình luận viên vẫn hay nói trên các livestream của mình thì mất break ở những game này thì rất là khó rồi. Giao bóng rất nặng từ phía Long Gia Lai. Đó là một cú giao bóng khủng khiếp luôn đó mọi người. Cú giao bóng ép trái rất nặng, bóng flash và rất nhanh. 15-0 cho Long Gia Lai và tỉnh quân đội. Hay quá đội vị, đó là đẳng cấp của Kenny Bull và một tiếng thán phấn khích từ phía Phan Huy. 15 đều. Một cú đánh passing chéo sân quá đẹp từ phía Cannibal là vận động viên đánh trái tay hay hơn thuận tay, nên ngẹp trái anh những quả bóng mà vào thuận tay thì anh xoa là nhiều, anh đánh nhưng mà vào trái tay là anh đánh nhiều khi mất luôn nha mọi người. 30-15 và vào bóng quá nặng. Long Gia Lai vào bóng mình Phan Huy vào tốt quá mọi người ạ, vào thẳng mọi người Phan Huy luôn, tốc độ bóng rất là nhanh luôn. Phan Huy hầu như chỉ lắc kịp thôi chứ không chỉnh bóng kịp luôn. Đúng rồi, anh Bùi Trung Kiên comment rất là đúng. Long chắc ít theo dõi livestream của bình luận viên. Trời ơi, lần này thì bóng 2 thì giao ép phải thì Kenny Bull đánh mất banh luôn mọi người ạ. Một cú return dọc dây winner của Kenny Bull. Tỷ số được cân bằng 30 đều.
Trại vào bóng không tốt, vào bóng xong mà Long Gia Lai vào bóng mình Phan Huy vào không biết hư bóng một luôn mọi người. Quả nào quả nấy nó nặng như búa tạ vậy, làm sao mà Phan Huy trả được mọi người ạ. Giao gì mà dễ sợ. Vâng. 40 đều bóng vàng, lần này thì lại là một quả giao bóng một cực nặng. Vậy là bàn rồi mọi người ạ. Trả giao bóng ra ngoài, một quả giao bóng một cực nặng nữa của Long Gia Lai mọi người. Ông Long Gia Lai giao bóng một mà vào thì Kenny Bull trả giao bóng còn quá bợt nữa, nói chi là Phan Huy. Minh Thịnh, Thành Minh vào sân số 3. Rất là tự tin từ phía Long Gia Lai, mặc dù là Kenny Bull đánh trái hay đánh phải nhưng mà Long Gia Lai vẫn tự tin vào thẳng vào backhand của Kenny Bull. Và game tiếp theo Phan Huy sẽ là người cầm giao bóng game thứ 7 của trận đấu này. Tỷ số vẫn đang tỷ số bây giờ là 4-3 cho bên cầm giao bóng trước là Long Gia Lai và tỉnh quân đội. Phan Huy cầm giao bóng game tiếp theo, game thứ 8 mọi người nha. Đúng rồi, hy vọng là hôm nay thời tiết nó sẽ đẹp để cho các vận động viên để giải đấu được kết thúc trọn vẹn với nội dung được mong chờ nhất ngày hôm nay. Hay quá. Pha đánh cực hay của Kenny Bull, Long Gia Lai ôm lưới rất nhanh, tuy nhiên thì bóng rác quá. 15-0 cho Phan Huy và Kenny Bull. Trận này thì trọng tài chưa bước xuống ghế là chúng ta chưa biết chuyện gì xảy ra đâu, đúng không mọi người? Bắt vô lề rất hay từ phía Kenny Bull. 30-0 cho Phan Huy. Bốn vận động viên bây giờ bắt nhịp trận đấu. Kenny Bull là vận động viên trình cao nhưng mà anh rất là hiền hậu nha mọi người, rất là dễ thương. Vận động viên đã tiếp xúc với anh cũng khá là nhiều lần rồi. Tính Kenny Bull hiền hậu lắm. Bóng ngoài rồi. 30-15. Dứt điểm khá là dễ dàng cho tỉnh quân đội. 30 đều. Hai bên đánh rất là quyết liệt ở game này. Một bên thì muốn giữ break, còn một bên thì muốn bẻ break. Chúng ta hãy chờ xem bên nào sẽ là bên thi đấu tốt hơn, và bên nào là bên sẽ phải thi đấu playoff. Trại bóng không qua lưới rồi. Và gài bóng ngắn khá là tinh quái từ phía anh Phan Huy để nâng tỷ số lên 40-30. Anh đổi nhịp giao bóng liên tục vì giao bóng rác không phải là sở trường của Phan Huy, mà anh giao bóng điểm và cái nhịp và điểm rơi anh đổi liên tục mọi người nha. Trại rất hay từ phía Long Gia Lai và bắt vô lệ không chính xác của Phan Huy, đối với bóng hơi dài một xíu mà thôi, và tỷ số bây giờ là 40 đều. Vậy là ai sẽ là người đỡ bóng bàn, Long Gia Lai hay là tỉnh quân đội? Vậy là người đỡ bóng bàn là Long Gia Lai chứ không phải là tỉnh quân đội mọi người ạ. 40 đều bóng bàn, và Kenny Bull đã ra hiệu tay đối với Phan Huy. Vậy là Kenny Bull sẽ di chuyển sang phải khi mà Phan Huy cầm giao bóng. Hay quá. Hay quá mọi người ạ. Quá đẹp tụi vị, xuất sắc tụi vị. Đó mới là Phan Huy. Đó mới là Phan Huy, 10 điểm không có nhưng cho pha xử lý vừa rồi của Phan Huy rồi quý vị. Qua bắt lưới 10 điểm và tỷ số bây giờ là 4 đều, trận đấu thơm ngon từ giọt cuối cùng. Pha xử lý rất đẳng cấp và điểm rơi vô cùng hay của Phan Huy. 4 đều và game tiếp theo, tỉnh quân đội sẽ là người cầm giao bóng. Game thứ 9 của trận đấu này, một pha giữ break rất là mãn nhãn từ phía Phan Huy và Kenny Bull.
xử lý rất hay của Phan Huy Anh, không đánh rác nữa để chống hai cái lưới bên này, và anh đã lựa chọn phương án là return lớp bóng khá là bất ngờ từ đầu tới bây giờ. Anh thì anh không lớp một quả nào, và bây giờ anh lớp bóng ra sau đầu của Long Gia Lai. 15-0 giờ Phan Huy và Candy Bull. Một pha bóng khá là may mắn của tính quân đội khi anh đập smart bóng nó chạm lưới và nó vẫn qua sân, và tỷ số được sang bằng 15-15. Quốc Vũ đúng là lưới số 1 Lâm Đồng mà. Ok, duyệt comment của Vũ tóc dài nha. Trời ơi trời, lần này thì Phan Huy đánh thì Long Gia Lai đã xuất hiện đầu lưới ngay, nhanh quá mọi người ạ. Lẽ ra phải là một cú lớp bóng nữa. Phan Huy hồi nãy giờ khi mà anh return thì có những cú return ra mang, nhưng mà nếu mà bóng một thì hầu như là rất là rác. Tay trái nữa, rất là khó để Phan Huy có thể chỉnh bóng. Mọi người có thể thấy Long Gia Lai nhanh như thế nào. Cái lưới số 1 Lâm Đồng đang đối đầu với cái lưới số 1 Gia Lai mọi người ạ. Hai bên đang thể hiện đẳng cấp của mình ở trong những pha đôi công săn vô lê rất rác từ về Long Gia Lai. 40-15. Lưới số 1 Lâm Đồng đang đối đầu với lưới số 1 Gia Lai. Kenny Boone với tính quân đội hơi mờ nhạt trong trận đấu này so với Phan Huy và Long Gia Lai mọi người ạ. Đã giờ bóng quá hay của Phan Huy và tỷ số được rút ngắn xuống 40-30. Mất cái break này nữa là thế trận ngang bài nha mọi người. Bắt buộc là tính quân đội phải giữ được cái game này, tại vì game sau thì Kenny Boone sẽ là người cầm giờ bóng, và anh Huy mà anh đứng lưới thì chắc chắn là bên này đánh khó mà lụng lắm. Đẳng cấp của Kenny Bull nó nằm chỗ này. Mọi người hãy xem lại pha quay chậm này. Trời ơi nó đã mọi người ạ. Mọi người bình luận viên cứ nghĩ là cú đờ mi bóng ngắn của tính quân đội, bóng nó cực ngắn ghê. Nhưng mà đó là một pha xoạt người và sau xoạt chân, và sau đó là một cú vẫy backhand nhẹ nhàng về phía cái góc chéo sân để đem về cơ hội bẻ break cho cặp đôi của mình. Trải tài quá hay của Kenny Bull. Đói một bóng lội mọi người ạ. 4-4 và tỷ số bây giờ là 40-40. Đó mới là đẳng cấp từ phía tay vợt số 1 Campuchia. Quá hay đối với giao bóng ép trái của tên quân đội, và mọi người có thể thấy là Kenny Bull trả giao bóng quá hay trong pha bao giờ. Trong pha vừa rồi đúng rồi, một cú return backhand winner. Đó mới là đẳng cấp của Kenny Bull. Anh đã nâng tỷ số lên 5-4 ở thời điểm rất là quan trọng mọi người nha. Một pha đánh bóng hầu như là một cú return bóng nảy rất là cao luôn, nhưng mà anh dở một chân lên và anh đè bóng rất là hay mọi người nha. Quá hay cho Kenny Bull. Và tỷ số bây giờ là 5-4, và game tiếp theo thì game thứ 10 Kenny Bull sẽ là người cầm giao bóng. Những pha bóng cống hiến cho khán giả ở ngoài sân, và khán giả đang trầm trồ với những pha thể hiện của 4 vận động viên, và kể cả khán giả trên livestream cũng đang rất là phấn khích. Xin chào Ngọc Trâm nha. Xin chào Ngọc Trâm, chúc mừng Ngọc Trâm đã có cúp ở nội dung đôi nam nữ 1400. Xin chào Công Thọ và gần 600 khán giả đang theo dõi trận đấu này. Ok, mọi người đang theo dõi rất là đông. Càng về cuối thì trận đấu nó càng hay, và ưu thế rất là quan trọng đang nghiêng về cho Kenny Bull và Phan Huy. Hay quá mọi người, một cú smart lùi cực kỳ chính xác từ phía tính quân đội. 0-15 mọi người nha, rất dẻo. Mọi người đừng bị cái thân hình mũm mĩm của tính quân đội đánh lừa, anh dẻo cực kỳ luôn nha mọi người. Đập smart quá hay từ phía tên quân đội. Quả bóng ở lớp rất là khó rồi. Tên quân đội mặc dù hơi với vẫn tung ra một cú bóng đóng smart cực mạnh luôn. Giao bóng lần này thì quát vợt cho Long Gia Lai rồi. Cú giao bóng cực nặng của Kenny Bull. Đó là câu trả lời từ phía Kenny Bull. 15-15. Trận này hay quá mọi người ạ. Giao lại bên một. Giao lại bóng một, bóng chạm lưới mọi người nhé.
Đà vào bóng không tốt từ phía 35. Tỉnh quân đội. Vào bóng một quá nặng của Kenny Bull. 30-15. Chỉ cần một quả nữa thôi. Kenny Bull trái tay giống như em hả Bình Luận Viên? Thôi mà, so sánh khập khiễng nữa rồi. Giống cái hình dáng thôi, nhưng mà điểm rơi nó khác. Điểm rơi của em nó hơi dài hơn Kenny Bull xíu thôi. Đúng không Tú Duy Trâm? 30-15. Dáng thì giống hệt à. Chỉ khác nhau cái bụng thôi. Trời ơi, một cú đánh rất là đẹp mắt của Kenny Bull. Tuy nhiên thì lần này bóng không qua lưới rồi. Và tỷ số bây giờ là 30 đều mọi người nha. 600 khán giả đang theo dõi trận đấu này. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất là hay. Không được rồi, cú drop shot rất là đáng tiếc. Anh Phan Huy tỏ ra khá là nuối tiếc pha xử lý sở trường của anh. Anh khá là tiếc nuối pha xử lý vừa rồi. 30-40 và hai cơ hội đưa trận đấu quay trở về và xuất phát rất có thể. Nhưng mà không, chưa, phải có 40 đều thì cái quả bóng nó mới căng thẳng được. Chứ còn quả này nếu mà ép trái Long Gia Lai bung mất banh luôn là hợp lý. Kenny Bull cầm vào bóng thì cũng chưa có gì chắc chắn lắm mọi người ạ. Bóng không qua lưới rồi, 40 đều bóng vàng. Đây bây giờ thì cơ hội chia đều cho cả hai bên. Cơ hội đưa trận đấu quay trở về. À không, trận break point rồi. Mình luôn nhớ sai. Năm đều mọi người nha. Mọi người nhớ sai tỷ số mọi người ạ, mong mọi người thông cảm nha. Năm đều và trận đấu phải phân định thắng thua bằng tie break rồi mọi người ạ. Tie break. Long Gia Lai sẽ là người cầm vào bóng điểm đầu tiên. Khán giả lên mỗi lúc một đồng rồi. Xin cảm ơn Nguyễn Lê Hoàng rất là nhiều nha. Hay quá Huy ơi, bóng liên tục được đưa về phía Hoàng Huy, hay quá. Hay luôn. Quá hay, một cú drop shot quá hay. Và những tràng pháo tay đã dành cho 4 vận động viên Trung Hoa đôi công vừa rồi. 1-0 cho bên cầm vào bóng trước trong loạt tie break này. Trận đấu cuối cùng với Văn Định thắng thua bằng tie break. Hai bên được đổi break với nhau liên tục luôn nữa vị. 0-1, Phan Huy cầm vào bóng điểm tiếp theo. Trời hơi gió mọi người ạ. Bắt vô lề quá hay từ phía Phan Huy để cân bằng tỷ số 1-1. Và vào bóng lên lưới ăn điểm rất hay của Phan Huy. Lệnh rất đúng sở trường của mình, chỉ cần bóng trả non một chút xíu thôi là Phan Huy nhấn mất bóng luôn. 1-1 và tỷ số đang là 5-5. Trời ơi, hơi đáng tiếc một pha đẩy thẳng vào người của Kenny Bull. Nhưng mà mọi người thấy là đẳng cấp của Kenny Bull như thế nào, khoảng cách rất là gần. Nhưng mà chỉ một cú lắc người nhẹ là cảm giác bóng cực kỳ tốt của các danh thủ. Một cú lắc người nhẹ thôi là buông bóng luôn mọi người ạ. Chứ không hề có cái chuyện mà rút không kịp đâu nha mọi người. 1-2, Tỉnh Quân Đội cầm vào bóng điểm tiếp theo. Cảm giác bóng của các vận động viên trình cao cực kỳ tốt mọi người ạ. Hay quá. Trời ơi, cứu bóng hay quá vậy. Không được rồi, mọi người có thể thấy là Long Gia Lai nhanh như thế nào. Sau khi cứu bóng ở phía cuối sân thì khi mà Kenny Bull chưa kịp tung ra một cú đánh nữa thì Long Gia Lai đã ôm cái lưới rất là chắc rồi mọi người ạ. Anh đã lên lưới và ôm rất là sát lưới. Hầu như là anh cách đứng cách lưới là chưa tới nửa mét nữa mọi người. 2-2. Những pha di chuyển cực kỳ đẳng cấp của các vận động viên. Họ di chuyển rất nhanh. Đặc biệt là các vận động viên có sở trường đánh lưới. Và 3-2 cho Long Gia Lai và Tỉnh Quân Đội. 2-3 điểm tiếp theo. Kenny Bull là người cầm vào bóng. Trận đấu căng thẳng ngay từ những game đấu đầu tiên cho tới tie break luôn. 2-3 mọi người nha. Kenny Bull cầm vào bóng. Đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này cũng hoàn toàn xứng đáng.
hơi trúng canh vợt rồi. Không. Wow, hay đồ quý vị, Phan Huy đập smart và không. Hình như trọng tài xác định ba đều mọi người. Trời ơi, pha phản công quá hay nhưng mà tiếc quá, bóng nó dài rồi. Phan Huy đập smart và Long Gia Lai đánh lại luôn. Một cú smart của Phan Huy và sau đó Long Gia Lai đánh lại nè, nhưng mà trọng tài xác định bóng, ai da, hình như xem lại pha quay chậm bóng tốt mọi người ạ. Chết tôi. Nhưng mà quyết định của trọng tài phải được tôn trọng mọi người nha. Bóng Long Gia Lai đánh nhanh quá, xem lại pha quay chậm thì mới thấy thôi, chứ còn một cú smart và sau đó là đánh trả lại. Đánh trả lại ba đều, nhưng mà bốn vận động viên vẫn vui vẻ với nhau thôi mọi người ạ. Và các vận động viên rất là chuyên nghiệp, vẫn tôn trọng quyết định của trọng tài. Ba đều. Trận đấu lại quay trở về và xuất phát qua, hình như là Kenny Bull vẫn còn một quyền cầm giao bóng nữa. Anh Đồng Minh Tú anh cười cái gì? Anh đang chọc Bình Luận Viên đúng không? Hay quá, trả giao bóng rất hay của tỉnh quân đội để bẻ mini break và nâng tỷ số lên 4-3 rồi quý vị. 4-3 Tĩnh Long. 4-3 mọi người nha. Ưu thế vẫn nghiêng về cho Long Gia Lai và tỉnh quân đội khi họ vừa có một mini break. Căng thẳng vô cùng mọi người ạ. Long Gia Lai cầm dao bóng. Rồi. Một bóng lỗi. Trận này xứng đáng với sự theo dõi của gần 700 khán giả. Ây da, lỗi dao bóng kép. 4 đều, mini break đã được đòi lại. 4 đều. Hai bên được đuổi break với nhau khá là căng luôn mọi người ạ. Đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này cũng hoàn toàn chỉnh, hoàn toàn xứng đáng. Bóng tới backdrop luôn rồi, một pha quyết định shoot penalty, một pha quyết định đánh winner của Kenny Bull. Tuy nhiên thì bóng nó lại không chính xác rồi và tỷ số bây giờ là 4-5 mọi người nha. 5-4. Phan Huy cầm vào bóng điểm tiếp theo. Khán giả lên xem rất là đông. Lần này thì không có cơ hội nào rồi. Smart dứt điểm quá hay từ phía Phan Huy. 5 đều. Tỷ số lớn là 5 đều. Và tie break cũng là 5 đều. Niềm đam mê quéo giờ quéo cẳng như mọi người. Niềm đam mê của Bình Luận Viên nó nằm ngay những cái trận cầu như thế này. Coi mà nó căng thẳng như vậy riết nó thành nghiện rồi mọi người ạ. Nó nghiện mất rồi. Trả vào bóng không qua lưới rồi. 6-5 và match ball đầu tiên trong trận đấu này đã thuộc về Phan Huy và Kenny Bull. Một trận đấu không hề dễ dàng cho bất kỳ bên nào. Và khi trọng tài vẫn còn ngồi trên ghế match ball nhưng mà vẫn chưa có break mọi người nha. Tướng quân đội cầm vào bóng và người trả vào bóng là Kenny Bull. Liệu tướng quân đội có ép trái Kenny Bull hay không? Rồi. Một bóng lỗi. Không hiểu ý nhau rồi và câu nói quen thuộc của Duy tóc dài mọi người ạ. Tiền vẫn còn có giá, trọng tài vẫn còn ngồi trên ghế mọi người ạ. 6 đều do tỉnh quân đội và tỉnh quân đội vẫn còn một quyền cầm dao bóng nữa. Trận đấu thơm ngon tới giọt cuối cùng xứng đáng với sự theo dõi của gần 1.000 khán giả trong trận đấu này. Trời ơi là trời, nó đã mọi người ạ. Cái niềm đam mê và cái niềm vui của Bình Luận Viên nó nằm ở những trận cầu căng thẳng như thế này, những trận cầu quyết liệt như thế này. Thích lắm mọi người ạ. Xem riết thành nghiện. Ngày nào mà Bình Luận Viên mà xem mấy cái trận mà bình luận cho mấy cái trận này riết là thành nghiện thôi. Nghiện mất thôi mọi người ạ. Hay quá mà. Các Bình Luận Viên đánh quá hay trong trận đấu này. 5 đều và tie break đang là 6 đều. Tỉnh quân đội sẽ là người cầm vào bóng tiếp theo. Anh vẫn còn một quyền cầm vào bóng nữa. Đội nào giành quyền đi tiếp trong trận đấu, giành quyền vào trực tiếp trong trận đấu này và giành chiến thắng trận đấu này cũng hoàn toàn xứng đáng mọi người nha. Yeah.
Dứt điểm rất chính xác và vào bóng là lưới sở trường của tỉnh Quân Đội 76. Và lần này thì Matchball đã thuộc về cho Long Gia Lai và tỉnh Quân Đội. Và Phan Huy sẽ là người cầm vào bóng, không, Kenny Bull sẽ là người cầm vào bóng tiếp theo. 6-7. Phan Kenny Bull cầm vào bóng thì cũng chưa nói lên được điều gì mọi người ạ. Phải đợi trọng tài bước xuống ghế mới được. 6-7. Một bóng lỗi. 700 khán giả rồi. Giải này Phạm Minh Tuấn đang bị chấn thương đầu gối nên không tham dự. Smart lùi chính xác của Hoàng Huy đó quý vị. Một pha đập smart Hoàng Huy khiến cho tỉnh Quân Đội phải té ngã trên sân. Và 7 đều mọi người ạ. Mọi người thấy nó đã không? Nó quéo hết trơn. Mình Lưu Yên ngồi gầm cứng ngắc lưu vùng cùng team livestream luôn mọi người ạ. Rất là căng thẳng. Kenny Bull vẫn còn một quyền cầm giao bóng. 7 đều. Hai bên đã cứu thành công rất là nhiều match ball rồi. Lần này thì Phan Huy đã thể hiện sự nhanh nhẹn của mình và sự khéo léo của mình và chụp bóng đầu lưỡi rất nhanh để nâng tỷ số lên 7-8 và đem về match ball cho cặp đôi của mình. Và Long Gia Lai là người cầm giao bóng tiếp theo. 8-7 7-8. Khán giả lên mỗi lúc một đông mọi người ạ. Càng về cuối càng căng thẳng chừng nào thì khán giả càng đông chừng đó. 7-8 mọi người nha. Và niềm đam mê của bình luận viên nó nằm ngay cái chỗ này đây mọi người ạ. Trời ơi, mọi người vừa nhìn thấy cái gì không? Team livestream hãy cho tôi xem lại pha quay chậm vừa rồi. Một pha giao bóng lạnh lùng nhưng mà trọng tài chỉ xác định bóng lỗi rồi. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Không. Trời ơi, giao không thấy bóng luôn mọi người ạ. Không được rồi, bóng không qua lưới và 9-8 cho Long Gia Lai và tỉnh Quân Đội và Phan Huy cầm giao bóng. Không thể tin được mọi người ạ. 9-8 mọi người nha. 8-9 Phan Huy cầm giao bóng, điểm tiếp theo. Hai bên đã cứu rất là nhiều match ball và trận đấu thơm ngon tới giọt cuối cùng để xứng đáng là trận đấu của nội dung đôi nam 2001-150 điểm. Trời ơi, vậy là match ball, một match ball khá là may mắn, một cú bung trái rất đẹp của Long Gia Lai để kết thúc trận đấu. Tuy nhiên thì cũng hơi may mắn là bóng nó chạm lưới và nó không qua, nó vẫn qua sân mọi người ạ. Phan Huy hơi giật mình, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho tỉnh Quân Đội và Long Gia Lai, một chiến thắng cũng không hề dễ dàng gì. Mình luôn quyền mời mọi người xem lại pha quay chậm và khán giả đã vỗ tay khen ngợi 4 vận động viên. Và bình luận viên xin phép đóng trận đấu này lại để chuẩn bị cho trận đấu sau mọi người nha. Xin chân thành cảm ơn. Và trận sau